Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hiện nay tôi đang có mặt tại chợ phiên Trùng Khánh thuộc thị trấn Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ngay trước mặt chúng ta đây là khu vực bán rau xanh, rau củ quả. Hôm nay tôi đi chợ nên quay một clip ngắn để mà chia sẻ với các bạn nhé. Hiện tại đang là mùa mận. Đây, ở đây có mận bán khá là nhiều. Chị ơi, cho em hỏi một chút về mận mình bao nhiêu tiền một cân hả chị? 15.000 hả? Mận năm nay được nhiều, được mùa đấy nhở? Có hai loại nhở? Dưa chuột à? Mùa dưa chuột, đúng rồi, mùa này mùa dưa chuột nữa. Dưa thì bán thế nào hả? Bao nhiêu tiền một cân hả? 6.000 hả? Ô, rẻ nhở? Vâng, được mùa hay sao ấy? Được mùa nhở? Chắc là được mùa, em chúc các chị đắt hàng ạ. Rất là đặc biệt luôn. Dạ thì em quay lại vì em xách này khó, một tay quay một tay xách ấy. Đó. Dạ vâng. Dưa chuột rất là nhiều. Mùa dưa chuột. Dạ vâng, đi một vòng là mua dưa ngay. Ôi rồi, dưa nhìn thích thế. Đó. Hiện tại đang là tầm 9 giờ các bạn nhé, tầm 9 giờ sáng. Chợ có một phần là gọi là một phần tan chợ đấy, vì bà con ở vùng cao đi chợ sớm lắm. Tầm 7 giờ, 6-7 giờ là đông nhất, 7 giờ, 8 giờ là đông nhất, 9 giờ là chợ bắt đầu tan rồi. Đó. Họ đi bán hàng, bà con đi bán hàng từ sáng sớm, có nơi 4 giờ, 4 rưỡi, 5 giờ đã bắt đầu đi rồi. Đi đến chợ còn tờ mờ sáng. Đấy, dưa có 5-6.000 một cân thôi. Mận thì 15.000 một cân. Đây là những cái nông sản do bà con trồng được đem ra bán. Đấy, một số loại rau này, hành, đỗ, rau mùi, rau thơm. Đó, đều có hết. Tắt đường. Đấy, có cả riêng à. Gừng nghệ đấy. À, gừng đấy các bạn ạ. Súp lơ. Dạ, đã cho bà đắt hàng ạ. Dạ, chúc bà đắt hàng. Cà chua nhìn đẹp thế. Su su. Là khu vực bán lá quả. Xoài, khoai tây. Có phường ơi. Đi vào sang khu vực bên này các bạn nhé. Hồng xiêm. Khoai lang này, khoai lang mùa này bắt đầu mọc mầm rồi đấy. Cô ở đâu đến bán à cô? Cô phải người bên Quảng Nguyên không? Ở Trùng Khánh á? À, Trùng Khánh. Cái giống khoai lang này giống rất là giống cái giống khoai lang Quảng Nguyên. Vâng, rất là giống luôn. Khoai này ngọt đấy. Bây giờ cuối vụ rồi, cháu biết mà nhỉ? Cháu biết cái khoai lang mà cuối vụ giống bán điệu mình đấy. Đấy, ngọt lắm. Vâng. Thôi cháu nha, cháu không có quà, cháu chúc cô đắt hàng được ạ. Vâng, vâng. Dạ. Khoai tây. Dạ. Ừ.
Dạ. Sang khu vực bên này. Chùa. Rau củ quả. Đây, những cửa hàng bún, phở bún. Đây, phở bún Trục Khánh đây. Phở với bún thôi các bạn nhé, phở với bún Trục Khánh. Thích toán xúc xích Trung Quốc, thích lấy gì? Cam, xoài. Cái đầu tàu ngồi chơi đúng không? Đây lại là làng bán giấy bản các bạn nhé, giấy bản Phía Thấp cùng với làng Hương, Cúc Sen, làng Hương cái gì nhỉ, bản làng gì nhỉ, Phía Thấp nhỉ, Hương Phía Thấp, còn giấy bản là giấy bản ở làng gì nhỉ, quên, hả, Lũng Ó, Lũng Ó, giấy bản Lũng Ó này, đấy, giấy bản Lũng Ó của người Nùng đấy, một Nùng An đấy. Con này là bao nhiêu tiền coi nhỉ? Một thế. Một thế là 25.000 à? 25.000 vàng. Vậy thế này đẹp với chú nó. Dạ, giấy này trước cháu quay có nhiều người nhờ cháu lấy mà nhưng không có thời gian lấy cho họ. Và ở các tỉnh khác ấy. Toàn người Nùng An. Chịu khó. Người lấy có mà. Cháu giới thiệu suốt mà. Thế này thì bán được nó là. Không, cháu làm cá nhân thôi. À, chú không mua thêm bao giờ à? Cháu ngày trước mua cho họ vào cái làng Phía Thấp, mua cho họ mà. Vào chứ. Vào cái cuối làng cái gì nhỉ, cái cô gì ấy quên mất rồi. Cháu vào lấy mà. Mất tên rồi. Quay thế này thì mà cái áo thế này. Không sao. Không sao cả. Nếu mà đi chợ mà áo nùng càng tốt. Tất cả đến ngày. Vâng. Bạn nhà xe thì mặc quần áo thế này bán hương vui lắm mà. Vâng. Không, xấu. Không, không sao cả. Xấu không quan trọng, mình tốt tính là được, có gì đâu. Ta không biết tốt tính đâu. Bảo là cái người này sao mà mặc quần áo xấu xí thế này. Không sao đâu, vùng cao mình mặc thoải mái mà, mình lao động à. Làm việc bây giờ bán hương thế này bụi lắm. Bụi lắm, làm hương có bụi mà. Vâng. Rồi cháu đi châm kia đó. Vâng, cô đã lại nhá, cô chị đã lại nhá. Dạ vâng ạ. Vâng. Làm hương. Đấy, rất là nhiều. Để đảm bảo tất cả các loại giấy tờ không bị mất mát, bạn cô đem ra bán. Là hương với giấy bản rất là nhiều luôn. Các bạn ơi, như vậy tôi vừa đi dạo quanh một vòng toàn bộ khu vực bán nông sản thuộc chợ Phiên. Lấy cái này đi, lấy đi à, xe má hay là đi. Vâng, lấy cho lên điện thoại, cho lên điện thoại. Cao bằng quê hương tôi ấy. Vâng, kênh YouTube Cao bằng quê hương tôi ấy. Dạ vâng. Dạ vâng. Họ rất là nhiệt tình mời tôi đi vào làng quay quá trình làm hương. Đó. Hương và giấy bản của người Nùng chúng tôi. Đó. Đây. Các bạn đang xem kênh YouTube của tôi thì hãy tiếp tục ủng hộ tôi nhé, bằng cách là bấm cái nút đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình, sau đó bấm một cái chuông bên cạnh để xem được nhiều video mới nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
chào các bạn, bye bye.